hàng ngày ngọc bơi quanh ao tỉ mẹ thì gặp bác cá chiết lên tới. Thế vậy bác cá chiết bảo chú: mẹ, các cháu có đôi mắt lồi ra cơ mà. Đàn nằm ngọc liền vội đi tìm mẹ mắt lồi. Đi được một lúc thì gặp cô tôm có đôi mắt lồi ra. Đàn nằm ngọc thích quá liền gọi to: mẹ, mẹ ơi, mẹ. Cô tôm nói: cô không phải là mẹ của các cháu. Mẹ của các cháu có bốn chân cơ mà. Thế là đàn nằm ngọc lại tiếp tục đi tìm mẹ. Một lúc sau chúng gặp bác rùa và gọi to: mẹ ơi, mẹ, chúng con đây cơ mà. Bác rùa nói: ta không sinh ra các cháu, mẹ các cháu có bụng trắng cơ mà. Đàn nằm ngọc lại bơi đi, chúng tìm gặp chị ngỗng lồng bụng trắng như bông và gọi to: mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Ôi, các cháu nhầm rồi, mẹ các cháu biết hát ồn ồn cơ mà. Đàn nằm ngọc đang thất vọng chợt nghe có tiếng gọi: các con yêu, mẹ đang ở đây cơ mà. Có một chị ếch đôi mắt lồi, có bốn chân và biết hát ồn ồn xuất hiện. Thế là đàn nằm ngọc rất sung sướng vì bây giờ chúng đã cùng với mẹ của mình rồi.